Sản phẩm tẩy trang và rửa mặt 2-trong-1 Oil to Foam Cleanser à recipe của nhà Peslo này được quảng cáo là có thể thay thế cả sữa rửa mặt và giò tẩy trang. Sản phẩm 2-trong-1 này có dạng kết cấu gel lỏng nhẹ nhưng cần một lượng rất lớn để thoa đều khắp mặt vì nó không trơn như các loại giò tẩy trang khác. Sản phẩm này không tạo bọt to như nhiều loại sữa rửa mặt khác mà tạo một lớp bọt mịn như kem macchiato. Điều đặc biệt là sản phẩm này có kết cấu hơi dính và hơi nhầy, có khả năng kéo sợi như là các sản phẩm từ ốc sên. Nhưng mà thật ra mình thấy em này rửa mặt cũng không sạch, tẩy trang cũng không xong. Trong tuần đầu khi mình sử dụng em này kết hợp để vừa tẩy trang vừa rửa mặt thì mình cảm thấy không hề ổn tí nào vì em này tẩy trang không sạch. Chỉ còn trong một tuần đầu thôi là da mình bắt đầu có mụn ẩn. Sau đó khi mình chuyển qua dùng một giò tẩy trang khác của Kose và dùng em này như sữa rửa mặt, các bạn nhìn đi nè, da của mình thì bắt đầu có rất là nhiều mụn ẩn, ngay trán và ngay cằm cũng có. Thường là da mình rất ít khi xuất hiện mụn ẩn, mụn nhỏ li ti như thế này. Tác dụng tẩy trang của em này không tốt bằng các loại dầu tẩy trang vì nó chỉ có thể tẩy trang các sản phẩm của môi. Còn đối với các sản phẩm bền lì như là eyeliner, em này hoàn toàn không có khả năng tẩy một chút nào. Trong khi dầu tẩy trang mình hay sử dụng của Kose thì hoàn toàn có thể tẩy sạch, nên mình chỉ chấm em này là 5/10.